Thế mẹ bé Hiếu lại ở nhà làm gì? Chắc là định đưa bé Hiếu đi. À, vừa rồi anh ở trên kia thì nghe thấy là như kiểu là đang nói nhau với ông bà ấy. Thế như Quân thì trước là đợt mà em ở với mẹ ấy, mẹ kế ấy, thì là mẹ mẹ có chửi không? Có. Vâng. Thế thường là nói về những cái gì? Lúc nào em vừa đi làm về đang mệt cũng cho đi làm tiếp, không cho nghỉ. Nếu mà không làm bố không được ăn cơm. Chú cái mượn kia xong mới thấy em mới rủ về Hiếu đi. Mẹ mẹ kế còn không nhìn thấy, nếu mà nhìn thấy chắc là đuổi đi. Có vẻ như nhìn thấy từ xa thì thấy là hai anh em là Quân Hữu đang ở trong rừng, thì các bác không biết là ở trong rừng kia làm gì. Bây giờ cháu Đức sẽ đi xem là hai anh em ở bên kia làm gì các bác nhé. Cháu Đức xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì em Quân có chia sẻ với cháu Đức rằng là mấy hôm nay thì là mẹ của bé Hiếu là liên tục là quay trở lại, là thứ nhất là đòi lại bé Hiếu là đi ở cùng, không muốn cho em Quân đấy. Và sau khi mà không được em Quân với lại ông bà là đồng ý rằng lại đưa ra một số tiền là 50 triệu đồng để mà đổi lấy bé Hiếu đấy, nhưng mà em Quân cũng không có chịu. Thế nhưng mà xong lại còn là đưa ra những cái lời mà những cái lời đe dọa, lời thách thức để mà lấy được bé Hiếu đi ở cùng. Thế vừa rồi thì cháu được nhìn thấy hai anh em là đang ở bên kia, thì không biết là hai anh em là đi lấy cái gì của bác. Bây giờ thì sẽ chạy đi theo sau và hỏi xem là hai anh em là ở đây làm gì. Có thể là hai anh em là như kiểu là chạy trốn mẹ luôn đấy các bác. Vừa rồi thì cháu được có ra bên kia thì nhìn thấy một người phụ nữ cùng với lại ông bà là chửi nhau hay nói về cái gì về Hiếu Hiếu ấy. Đấy, nhưng mà cháu được cũng không có tiện để mà đi xuống dưới được, tại vì là cháu được là người ngoài ấy, cho nên là khi mà đi vào ấy chưa có nắm bắt được cái sự tình ấy, thì là sợ rằng là cũng sẽ bị gọi là như kiểu là bị trách móc và thậm chí là chửi cả cháu Lực luôn cô bác. Ở đây thì có thể là mẹ của các em là theo dõi những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên, không biết là mẹ các em là biết nghe tiếng phổ thông không đấy, nhưng mà có thể là một ngày nào đấy một người nào đó dịch lại, hay là khi mà cháu Lực nói chuyện bằng tiếng nùng đấy cô bác, thì là mẹ em ấy là nghe được đấy cô bác. Cũng được các bác Mạnh Thường Quân giúp đỡ rất là nhiều, thì bây giờ hầu như là Quân với lại ông bà bé Hiếu thì có đầy đủ những con vật nuôi, gia súc gia cầm để mà nuôi nữa đấy, thậm chí là còn đủ tiền để mà trả nợ nữa, và còn có một khoản kinh phí rất là lớn nữa. Thí dụ như cháu được công bố lên thì là mẹ của các em cũng có thể là biết là muốn quay trở lại, là muốn đòi hỏi một chút lợi nhuận gì đấy các bác nhé. Thế bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video, cùng cháu Lực đi xem là hai anh em là đang làm gì ở bên kia. Thực phim hôm trước thì các bác cũng theo dõi được rằng là em Quân đấy, dê của em là không biết là bị làm sao đấy các bác. Đấy, có thể là đi ăn cỏ như này bị con gì cắn hay sao đấy. Có một con thì cái cổ nó sưng, còn một con thì là đi ra ngoài là đi máu đấy. Đấy thì cháu Lực cũng đã mua thuốc cho rồi, nhưng không biết là đã khỏi chưa. Quân ơi, Quân ơi, ở đâu đây, ở đâu đây? Nghe thấy từ xa thì ở dưới kia, không biết là đi vào trong rừng này là tìm cái gì đây. Ở đâu đây? Tìm cái gì ở đây? Tìm măng ơi, cả bé Hiếu sang à? Ôi rồi. Ôi, có cả bé Hiếu luôn này này cô bác này. Có tìm được không? Có à? Rồi anh chào Quân nhá. Ây à, có được một cục à? À, em chào anh ạ. À, xem nào. Con chào quý ông bà, có chú anh chị ạ. À, thế là hai anh em là đi vào trong rừng để tìm măng đấy các bác. Măng này thì lấy đi bán đấy. Vâng, nếu được ít lấy ăn thôi ạ. Nếu được ít lấy ăn à? Vâng ạ. Sao lại không cho bé Hiếu ở nhà đi?
Bé Hiếu cứ đòi đi theo. Cứ đòi đi theo á? À. Nào vào đây. Thế vừa rồi anh vừa rồi anh nhìn thấy từ xa thì có một người phụ nữ đang nói chuyện gì bảo là bé Hiếu ấy, có phải là mẹ Hiếu không? Mẹ chắc là mẹ của Hiếu ạ. Mẹ Hiếu về làm gì? Về chắc là về đòi em Hiếu đi, giờ không có ai ở nhà. Nào, Hiếu à, chào con các bà đi. Hiếu khoanh tay chào con bà. Chào các bà. Nào, nhìn ra kia. Ồ. Chào các bà. Con kính chào các ông, các bà. Con kính chào các bà. Rồi. Ôi, có thêm mấy bạn nhỏ nữa vào đây này, cô bác này. What? Bây giờ là phải tìm như nào ấy, Quân? Tìm... hai anh em mà lên trên rừng để mà tìm măng đấy. Hiếu à, ở đây nhá. Nghĩa là thảm mơ có tốt nhỏ. Bảo nào. Rừng này là rừng của nhà ai đấy Quân? Rừng của nhà... nhà ông ở bên kia thôi. Rừng của nhà ông bên kia à? Vâng. Có vẻ như... đây cũng có nhiều người dắt tìm lắm. Hầu như là ai cũng ra tìm khá là nhiều, nhìn thấy là có rất là nhiều những cái vết tích mà được người ta đào ấy. Vâng ạ. Thế là hai anh em là ra đây lâu chưa? Em cũng ra được một lúc rồi ạ. Ra được một lúc á? Thế sao giờ không cho bé Hiếu ở nhà đi? Giờ có người ở nhà, mẹ của bé Hiếu đang ở nhà. Thế mẹ bé Hiếu lại ở nhà làm gì? Chắc là định đưa bé Hiếu đi. À, vừa rồi anh ở trên kia thì nghe thấy là như kiểu là đang nói nhau với ông bà ấy, bảo Hiếu Hiếu cái gì á. Vâng. Thì ra là em ấy đưa bé Hiếu chạy ở đây à? Vâng ạ. Ủa, có thể là Quân là đưa bé Hiếu là trốn chạy luôn đấy cô bác. Đấy một tí nữa thì cùng em Quân ở đây một lúc. Ôi ở đây có viết gì đây? Ai đào sao rồi Quân ạ, chỗ này á? Vâng. Ai đào rồi? Thế là mấy bạn nhỏ này cũng đi vào rừng để tìm măng à? Hả? Phải không? Vâng. Có vẻ tìm là khá là khó đấy. Hiếu ở một chỗ đấy nhá. Đây có nhiều người bị tìm quá. Đóng ra. Không nó bị lại à? Để ra. Mở khâu à? Hiếu hun á? Ồ, thiếu con biết đâu. Đâu, tìm thấy, tìm như nào là có. Chắc không có đâu. Thế liệu ảo này chứ. Phan có phan mấy thầy lên. Có vẻ như là tìm măng vào cái vụ đầu mùa này của bác này, như kiểu là đi bới cái gì đấy. Như tìm là rất là khó. Này nó nhô lên cao chưa? Cũng có cây cũng nhô cao rồi. Cây là cũng nhô cao à? Ừ. Đấy, đi là có cả bé Hiếu để mà đi cùng nữa. Sợ rằng là mẹ bé Hiếu lại bé Hiếu đi đấy cô bác. Đưa em mà chạy trốn luôn. Thế là Hiếu ra đây lâu chưa? Hả? Cùng anh Quân ra đây lâu chưa? Đâu rồi. Mày được à? Hả? Con ta lấp với Quân bao giờ? Chào chà. Chào mà. Ừ á. Quán tay mai được á? Mà bảo tuôn tay là nè. Hả? Hả? Không phải tuôn tay là? Ồ. Ồ, phải đi. Thế à? Anh bảo là... nói bằng tiếng Phổ Thông ấy thì là không biết nói đâu các bác. Nhưng mà nói bằng tiếng Nùng thì... mồm mép rất là nhanh nhẹn. Thấy thì bảo anh nhá Quân nhá. Vâng ạ. Đáng khóc khe thì tố nó bà nào. Có không? Không đâu anh ạ. Không có á? Ừ. Ôi, có hay sao ấy? Quân đã đào dưới kia này không á?
này gặp ở đây là một chút này cô bác này, nó nhô nhô lên một chút này thôi, mùa này có măng đấy. Đây này, đây này. Xem nào, lấy ra để đào nào. Xem nào, xung quanh này có không? Đây. Hay ra đây đào là mấy bạn nhỏ này cũng chạy theo sang luôn. Có không? Không. Hay Quân đào đi. Hai bạn nhỏ này tránh ra nhá. Đi đi ra bên này, bạn bạn nhỏ đi ra bên này. Đây đấy, đi ra bên này. Đấy, vừa tìm thấy một chút rồi cho bé Hiếu là cho em Quân ấy bên nào đi. Thằng bác ở đây, đâu bị đóng này bác? Bác không đi nữa. Hai hở không mà bác. Được không Quân? Có. Hả? Có. Được một tí thôi à? Ôi. Cây này có vẻ như là còn khá là nhỏ các bác ạ. Được có một... Có vẻ như là... À, không có được các bác ạ. Được có... Mới là hai cây thôi. Thế bé Hiếu thì à, chạy đi về trước được không ạ? Ờ Hiếu ơi. Ờ. Đâu tay mà. Quân Quân thấy ở đâu có? Ở tít đường trên kia rồi. Ôi ở đây có vẻ như là có ai ra đảo khá là nhiều đây này. Thế hôm trước em ra đảo. Thế là đi đảo này để mà nấu cơm à? Ờ. Biết đây là rừng của nhà em, rừng biết đây là rừng của nhà Quân à? Rừng của nhà bác thôi. Rừng của nhà bác á? Vâng. Có vẻ như là có một cái cây khá là lớn rồi. Cây lớn thì nó đắng quá rồi, thì đã là không có lấy được nữa. Vâng. Ôi. Vừa rồi thì cùng em Quân ở đây một lúc thì biết tin là mẹ của bé Hiếu là đi về rồi. Thành ra là cho bé Hiếu là đi về nhà trước. Sợ rằng là một tí về đến nhà thì không thấy bé Hiếu đâu không? Có. Ui, cái gì đây? Đấy, thành quả của Quân là đi lấy về đây cô bác này. Thế tối nay là dùng để xào hay dùng để làm gì đấy? Cái này chắc là lấy xào thôi. Xào à? Để nấu cũng được, lấy xào cũng được. Để luộc. Bé Hiếu thì vừa cho đi về nhà trước rồi cô bác ạ. Mấy anh em thử lại mà tìm thêm ấy, nhưng mà tìm cả rừng thì cũng chẳng thấy, chẳng tìm đâu nữa. Tại vì cái mùa này thì hầu như là chưa đến mùa đâu mấy, phải tầm độ tầm tầm 2-3 tuần nữa thì nó mới có nhiều. Bây giờ chưa đến mùa đang lên ít thế này, có nhiều người rất thích ăn, lúc nào nếu mà nó lên nhiều thì không ai ăn. Đúng rồi, lên nhiều nó đắng rồi đấy. Vâng. Bây giờ thì nó chưa đắng mấy. Đây có vẻ là mẹ bé Hiếu đã đi về sao rồi, không thấy ai nói nữa. Vừa rồi thì anh ra đến đây ấy, thì thấy là bà với lại một người phụ nữ nữa ở bên ngoài kia đang nói chuyện gì với nhau, nói chuyện rất là to. Vâng. Thành ra là anh ra bên kia thì thấy là hai anh em là đang cầm bao tải đi, thì anh mới chạy ra bên kia trước. Vâng. Thế là mấy hôm nay là mẹ bé Hiếu là hay hay về à? Vâng ạ. Thế mẹ bé Hiếu lên nhà thì có mua gì về cho bé Hiếu không hay là chỉ đã lên không thôi? Về hai hôm đầu thì mua về. Hai hôm đầu mua à? Là mua những cái gì? Mua kẹo. Kẹo à? Vâng, chỉ mua mấy kẹo thôi. Thế như Quân thì trước là đợt mà em ở với mẹ ấy, mẹ kế ấy, thì là mẹ có chửi không? Có. Có à? Vâng. Thế thường là nói về những cái gì? Lúc nào em vừa đi làm về
đang mệt cũng cho đi làm tiếp, không cho nghỉ. Nếu mà không làm tối không được ăn cơm. Là mẹ kế bà thế á? Vâng. Đấy là em có thường hay nói với bố không? Đợt đấy có nói lại với bố không? Nói nhưng mà còn trẻ nói bố không tin đâu. Nói bố không tin á? Vâng. Chỉ có ông bà ở nhà. Là ông bà mới biết à? Vâng. Tối à, nếu mà tối nào em không được ăn cơm thì ông bà tự ăn riêng, ông bà gọi ra ăn chung, gọi em ra ăn với ông bà. Thế là trước là ông bà không ăn cơm với lại mẹ đâu à? Không. Là mẹ nói à? Vâng. Mẹ kế nói đấy. Vâng. Không biết là ông đi đâu cô bác này, cầm theo một cái cây gậy nữa. Vâng. Đấy, ông thì bây giờ hầu như là đi thì còn phải cầm thêm là cái gậy trống nữa. Quân hỏi ông là đi đâu? Ra đây cùng. Ra gì? Ra nhà cha. Đi ra này cùng. Ông mà cha nhà cha. Tôi cùng ông mà đi. Cùng ông mà đi hái chè cho nè. Thế không được hay được có một tí thôi. Ông mà đi hái chè à? Vâng. Đi tận đâu để hái xem? Gần đây thôi. Gần đây á? Vâng. Có vẻ như là nhà hết chè ra rồi. Đến nào á cùng. Thấy ông là nhặt ra những cái búp chè rất là non này cô bác ạ. Còn hầu như là trước có ai hái sao rồi. Mì cơ chép giả cũng á. Ồ. Hái những cái búp chè rất là non này cô bác. Cái chè này thì chắc là cũng có khá là lâu rồi đấy. Này tức còn cùng đắm ra nè cũng. Đắm đưa mấy cũng nè. Để chỉ pía cũng. Hai pía. Cái chè này thì ông mà trồng được là 5 năm rồi cô bác. 5 năm rồi thì mới lớn như này ấy. Lưng phải là cô. Chị Pi. Đúng rồi, phát chim là siêu nữa. Đấy, bữa trước phát chim là siêu. Cái này là vườn rau của nhà bác à? Vâng ạ. Chắc cái đâu này mà cái chép giá em nó. Ôi nhà bác thì có vẻ như là có một cây mận khá là to này. Vâng. Nhà bác của Quân thì có vẻ như là không có ai ở nhà hay đâu rồi. Không đi làm ở ruộng hết hay sao rồi. Vâng. Là đi đâu ấy? Ra đây xem. Xem vườn rau á? Vâng. Xem có con sâu không? Cái mộ bố của Quân ấy thì đi qua thì cũng nhìn thấy là được dùng đá để mà xếp thôi. Ủa rau tốt đấy nhở? Vâng ạ. Ôi, như có hoa rồi đấy. Vâng. Rau của Quân thì hôm nọ là bác chiêm là bác ấy đem giống tận bên Bác Hà để cho đấy cô bác. Có vẻ như là Quân chăm khá là tốt này. Cái này thì hình như là ăn là chỉ ăn muối hoa này thôi nhờ. Uống này thôi này cô bác này. Tất cả hình như chỉ có mấy cây này. Có mấy bắp. Bắp á? Vâng. Đâu? Bắp ở đâu? Chẳng biết có phải không. Không phải bắp đúng không? Vâng. À, mà thế mày cái này là hôm nọ hái đi rồi à? Vâng ạ. À, thế là cũng được ăn rồi đúng không? Vâng ạ. Chỗ đấy thì khá là tốt rồi bên đấy. Bên này thì có vẻ như là không tốt hơn này. Vâng ạ. À, có cỏ khá là nhiều ấy. Vâng ạ.
Ở phía bên này thì có vẻ như là có cỏ rất là nhiều này Quân. Đấy, nhổ nhổ cỏ đi. Thế là hôm nọ là bà lấy phân ra để à? Vâng ạ. Phân chuồng à? Vâng ạ. Bà vừa để vừa trồng quả bí ở dưới này nữa. Vừa trồng thêm bí à? Vâng ạ. À đây thì thấy là bà gieo thêm cả cả bí vào đấy nữa cô bác, với lại cả thêm đố nữa này. Lố ngoài này thì có vẻ như là nó không được tươi tốt hơn. Vâng. Bên này thì ông nội là Quân nói rằng là chú ở trên này là dùng chuồng trâu ra để bên này ấy, thành ra là nó tốt hơn. Này thì trồng được tầm 1 tháng chưa nhỉ? Chắc là được hay sao ấy. 1 tháng rồi đúng không? Vâng. Ông nọ ruộng cái nương nhà Quân thì trồng hết 2 gói chưa? Trồng hết ạ. Hết 2 gói à? Vâng ạ. Vừa 2 gói là vừa zin luôn ạ? Vâng ạ. Nhưng mà còn có những ruộng là còn không trồng còn không trồng ấy nhỉ? Hai thửa là trồng lạc với lại trồng sắn rồi. Vâng, nhưng mà vẫn thừa anh ạ. Vẫn thừa á? Vâng. Nếu mà trồng cả hai thừa chắc là vừa đủ. À. Vẫn còn thừa nhiều. Nhiều đây phò. Tu ra xem là những cái lá nào nó già quá ấy, thì là hái bớt đi đấy. Ui cái này còn già hóa hết rồi. Cái đậu này thì là có phải đậu như đậu tương? Đậu tương à? Vâng. Đậu mà có bắp kia đúng không? Vâng. À, cái đậu mà có đũa dài dài kia đúng không? Vâng. Này chỗ này có khá là nhiều cỏ này Quân này. Vâng. Cỏ nó hút ra chất dinh dưỡng của nó đi hết. Vâng. Này thì khoảng thời gian vừa rồi thì được ăn đấy thì Quân hay dùng để ăn với cái gì? Có dùng xào xào với cái gì nữa không? Để lấy xào với thịt. Xào với thịt à? Vâng. Lá nó phải gọi là bằng một hàng bằng cái lưỡi. Gọi là rất là to luôn các bác. Bây giờ để mà so với cái gì thì không biết so rồi. Nè. Nó to quá rồi. Vâng. Còn to hơn cả cái đầu của Quân nữa này. Vâng. Nó chăm tốt quá. Vâng. Lúc em vừa trồng nhìn nó cứ như là sắp chết, em tưởng không sống được mấy ngày xong nó lại tươi tốt lên. Tức là phải nói là Quân chăm rau khá là tốt đấy cô bác ạ. Là vừa rồi em Quân với lại Quân đi ra kia lấy măng ấy thì là gặp mẹ Quân này, mẹ kế chưa? Em gặp rồi. Gặp rồi á? Vâng ạ. Gặp rồi xong thì mới rủ bé Hiếu đi à? Vâng. Em đang cùng bé Hiếu đang ở trên nhà bác kia. Xong xem bác lấy cám cho lượn ăn chưa, em định cho. Xong rồi mới ra bên chú cái mượn kia, xong mới thấy em mới rủ bé Hiếu đi. Uh-huh. Mẹ kế còn không nhìn thấy, nếu mà nhìn thấy chắc là đuổi đi. Đuổi là đuổi theo luôn á? Vâng. Có những lần thì Quân đã chia sẻ với cháu Lực rằng là mẹ có ngỏ lời là cho 50 triệu ấy, giả là Quân không đồng ý để mà cho đi theo.
Đấy, nhưng mà sau đó thì lại được mẹ kế đe dọa. Phải nói là từ trước thì cháu Lực cũng không có hỏi về cái cuộc sống của Quân mà khi mà ở với mẹ kế là như thế nào. Đấy thì hôm nay thì cháu Lực hỏi một chút thì Quân cũng nói rằng là khi mà mẹ kế ở với Quân ấy, rằng là phải bắt Quân là làm việc này đến việc nọ thì mới cho ăn cơm, cũng như là hành hạ Quân khá là nhiều. Tại đây thì những cái câu chuyện đó là những cái câu chuyện thực tế thì là Quân mới dám kể ra. Thì ở đây thì vì là người mẹ của bé Hiếu ấy, thì chắc là cũng có theo dõi thước phim của cháu Lực lên, thì mới bây giờ thì mới tìm đến. Lúc nào mà bé, lúc nào mà mẹ kế đòi lấy giấy giấy khai sinh ấy, thì cũng đừng có cho nhá. Vâng ạ. Trước thì mãi thì bên xã người ta mới giúp đỡ cho mình, thì bây giờ là mình không thể cho được giấy khai sinh đâu. Vâng ạ. Không thì không thì cho mượn luôn nhá. Vâng ạ. Những cái lá đấy thì là lá già rồi à? Vâng ạ. Lá già thì là phải tỉa nó bớt nó đi nhỉ? Vâng ạ. Ăn thì cũng không ăn hết đi. Thì lấy cho lợn, lá già. Lợn già quá đúng không? Vâng. Già cũng không ăn được. Vâng. Cái này để băm cho nó luôn hay là cho nó ăn sống? Cho ăn sống cũng được, lấy băm cũng được. Cho ăn sống luôn à? Dạ. Chắc là dâu lợn có nhiều, tí lấy cho con dê. Lấy con dê á? Vâng. Dê nó có ăn không đấy? Có. Ở đây có ai để lá chè đây? Đây này. À, lúc đấy em để. Quân để à? Vâng ạ. Một ngày thì cho ăn tầm bao nhiêu lần dê ấy? Là chắc tầm phải 3-4 lần. 3-4 lần à? Vâng. Thế là mấy hôm nay là cứ cho nó ăn cỏ thôi đúng không? Vâng ạ. Ăn không đấy? Có. Có hai con thì có vẻ như là ăn không bác ạ? Còn là con kia thì hình như là nó chưa thích hợp cho lắm hay sao ấy. Vâng. Ôi bé Hiếu sao lại cầm bát cơm chạy ra ngoài này? Chắc là đói rồi đấy nhỉ? Vâng. Đói à Hiếu? Hả? À? Hiếu thì rất là giỏi này cô bác này. Từ về nhà là tự đói là tự biết ăn cơm luôn. Không cần phải là Quân là xúc. Lấy đi vào nhà ăn đi. Lấy đi vào nhà ăn đi. Phải dân đây à? Phải dân chín đây. Đây, nên mới tìm mát à, phải lắm không? Đúng không? Đâu, chỉ mua mà chỉ nó. Vâng. Hả? Vâng, chỉ mua vâng. Ồ, tắc chỉ mua mỏ mà. Ui, chín thế không? Vẫn nè. Đó. Em vừa dọa với yêu mà cho tí phân bò vào. Ờ, tìm mua à, bò à? Dạ, chỉ mua. Từng lấy hầu lắm mà kể mà ổn lưng hốc cần nế. Pháp chứ bắn ổ. Thì sao được lý chứ. À, mà cái xe mô tô mà. Nè. Ổ tô phải hơi chỉnh đi ba. Này có cái này sao bây giờ. À, vừa rồi thì cháu Lực cũng phát tới mới lại. Khi mà biết nghe tin của bác thì cũng định xuống là xuống cái này để mà xem là người mẹ em như thế nào, nhưng mà cũng nghĩ rất là khó xử của bác ạ. Khi mà sợ xuống thì lại mẹ và Hiếu thì lại nói thêm.
À, nay là tối là cho băm chứ mà chẳng phải cho lợn luôn à? Vâng ạ. Đấy thì nó già quá rồi nhờ. Vâng ạ. À, lần sau về ăn nó có non non là phải hái về ăn luôn chứ đừng để nó già quá. Vâng ạ. Già quá là nó không mình quan được nó rồi. Hôm trước có mấy cô ra hỏi bảo là lấy để làm giống lúc nào, nếu mà còn thì mấy cô ra lấy đi trồng. À, là xin giống á? Vâng ạ, nên em mới không hái thôi. À. Không biết là khi mà các bác nghe được những câu chuyện mà Quân chia sẻ về người mẹ kế của em lên thì không biết là các bác nghe được các bác có cảm thấy là như là mà bực bội không, khi mà trước kia thì bé Hiếu được gọi là cho là 2 tháng đi cô bác, vừa mới ở cứ sau là bỏ bé Hiếu là đi rồi, thành ra là bây giờ thấy bé Hiếu lớn lên tinh nghịch rồi thì lại muốn quay trở lại để mà đón bé Hiếu đi ở cùng, không cho thì lại gạ và cho tiền, xong rồi còn gạ mọi thứ luôn. Thực tế hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Và cảm ơn các bác đó theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Nào bé Hiếu đâu rồi? Hả? Con chào tạm biệt. Con chào tạm biệt. Quý ông bà. Quý ông bà. Cô chú. Cô chú. Anh chị. Anh chị. Bye bye. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.